Mến chào nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an. Mình tiếp tục theo anh Dân đến ấp An Lạc, xã An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang để quay anh Dân cưa cây cốc này nha cả nhà. Ôi, cây cốc này cũng lão rồi, cũng khá cao ạ. Thì bên dưới cây cốc này có nhiều cây ăn trái mít với những cái ổi mới trồng. Một chút anh Dân cưa như thế nào, xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Anh Dân ơi, hôm nay mình đi cưa cây cốc anh Dân. Nay anh cưa cây cốc này. Em thấy cây cốc này cũng khá cao anh Dân. Cây cốc này cũng cao với nằm trong mít đó. Dạ. Thấy anh mấy nhỏ anh được ra ngoài mấy mương này. Dạ. Chính mít cho dược. Dạ, ở dưới đây có mới trồng ổi nữa ha anh Dân. Mít rồi mới ổi nè. Dạ. Tránh thiệt hại bên dưới ha anh Dân. Mấy nhỏ anh được ra ngoài mương hết. Dạ. Dạ dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh bắt đầu công việc đi anh Dân. Cây cốc này rất là bự, anh Dân sẽ cưa Dũng sẽ thảy cuộn dây lên cho anh Dân. Vì cái nhánh đó đó nó có cây mít nên anh Dân chắc sẽ treo dây. Trái trời cây ở dưới luôn. Cây cốc này nó đang ra trái nha cả nhà, trái còn rất là nhiều. Có lẽ là chủ nhà đốn cái cốc này để dưỡng những cây ăn trái bên dưới mới trồng. Đúng rồi, anh treo sợi dây này để giữ thăng bằng. Cốc này rất là giòn,
đúng rồi, cái này gần lắm luôn mà cao lắm luôn, cao lắm bên đại gia đình con. Chúng ta sẽ treo dây cho nó. Anh Tùng là anh hay cưa bên dưới cho nó đứt những cái này nè, để lên trên cưa không bị dính, cái đó là một cái kinh nghiệm. Dạ.
anh Dông có kinh nghiệm mà, yên tâm đi. Cốc này thì rất là giòn. Bởi vậy thì nãy lúc cưa thì mơ mốt anh cưa kinh nghiệm là anh cưa đứt ở dưới luôn đi, cho nó sát luôn đi để nó dưới khó di chuyển. Vậy hả? À, mỗi người một cái kinh nghiệm khác nha cả nhà. Du khỉ thì không cưa sát.
xuống dưới gốc gạt vô luôn à. Sẽ xuống cưa gốc luôn cả nhà. Anh Dân đã hoàn thành xong cây cốc nha cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn các video mới tiếp theo. Thì hôm nay mình có dẫn chị Thu Trần, kênh Thu Trần, cả nhà xin cả nhà ủng hộ kênh chị nha. Đây.